Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kẹt Tứ Đạt của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình có một buổi sáng giàu nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Hôm nay muốn gửi đến cho quý khán giả một cái thông tin cực nóng vừa được đăng trên trang báo Tuổi Trẻ. Cơ quan chức năng vừa phát hiện thêm một cái vụ việc lừa đảo tạo dựng lên cái hình ảnh, cái sự tang thương mất mát để kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để trục lợi cá nhân. Khi xem qua cái thông tin này, chúng ta thấy tương tự như cái vụ việc của bác sĩ Trần Khoa, của anh Năm Mực. Nhưng mà thực chất ngày hôm nay là nó nguy hiểm hơn rất là nhiều. Họ sắp xếp là bỏ rơi trẻ sơ sinh để một người khác đứng ra nhặt được và kêu gọi quyên góp tiền từ thiện lên đến cái số tiền là 90 triệu đồng. Kính thưa tất cả quý khán giả, ngay sau khi bà Hằng đi tố cáo ông Thằng Y Lang Băm lừa đảo gia đình bà với cái số tiền là hàng trăm tỷ đồng, cùng với đó là cái cách chữa bệnh ma mị dối trá của cái ông này, và thêm ông thầy 14 tuổi có mang đậm chất tâm linh, múa đồng múa bóng, bắt ma bắt quỷ, thì ngay sau đó đụng chạm đến anh Năm Mực, thì anh Năm Mực bay ra trực diện với bà Nguyễn Phương Hằng để kết tội quy chụp bà Hằng là 331. Thì dần dần sau đó dư luận và cộng đồng mạng phát hiện trước đây thì anh Năm Mực cũng đã từng đứng ra kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, và cũng chính cái anh này sao kê trên cái trang Facebook cá nhân của mình, và anh tuyên bố đã làm từ thiện hơn 20 năm và làm từ thiện chỉ là bằng tiền của bạn bè và đồng nghiệp, không kêu gọi của bất cứ một ai. Nhưng mà dần dần thì dư luận á, người ta chia sẻ rất là gầm gỗ trên mạng xã hội là anh này đã từng bỏ cái số tài khoản của mình lên cái trang báo để kêu gọi, mà tới thời điểm này là vẫn chưa sao kê công khai minh bạch, và anh Năm Mực cũng đã chưa lên tiếng đính chính về cái vụ việc này là anh Năm Mực có kêu gọi, có để số tài khoản trên đó hay không, vẫn còn là một cái dấu hỏi chưa có cái lời đáp. Rồi đến cái câu chuyện drama của bà Nguyễn Phương Hằng lên đến cái đỉnh điểm cao trào đó, thì chúng ta thấy xuất hiện một cái bài, một cái vụ việc của bác sĩ Trần Khoa hút ống thở, và trong đây anh Năm Mực cũng chia sẻ về, và cũng có cái nhà báo nào đó tên là Vũ bị cơ quan chức năng xử phạt với cái số tiền là 5 triệu đồng. Đến thời điểm này thì vụ việc của bác sĩ Trần Khoa đó, cơ quan chức năng vẫn còn đang điều tra và chưa có bất cứ một cái thông tin gì mới được đăng trên truyền thông báo chí. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2021 đó, thì trên trang báo Công an Nhân dân có cái tiêu đề là ai đứng sau vụ bác sĩ Trần Khoa hút ống thở. Rồi đến ngày 25 tháng 4 năm 2022 là trên trang báo Người Lao Động có cái tiêu đề là diễn biến nóng vụ bác sĩ Trần Khoa hút ống thở. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra xác minh tin báo tố giác tội phạm liên quan đến vụ việc của bác sĩ Trần Khoa gây xôn xao dư luận trong thời điểm dịch Covid-19 đang căng thẳng. Và có cái này nữa, cơ quan chức năng á là thông tin trên cái trang báo Thanh Niên đó, vụ bác sĩ Trần Khoa ai là nạn nhân đã từng bị các người này lừa đảo đó thì cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng Công an thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp và cùng với cơ quan chức năng là sớm làm sáng tỏ cái vụ việc của bác sĩ Trần Khoa. Đến thời điểm này thì chưa có bất cứ thông tin gì nên chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi nha. Về cái câu chuyện của anh Năm Mực thì mấy ngày nay thì ông Trùm cũng đã lên sóng rồi, còn một cái nhân vật cuối cùng là chỉ là anh Năm Mực thôi ha. Nhưng mà bây giờ anh Năm Mực thì chưa lên ha, cho nên chúng ta cứ chờ. Và ngày hôm nay tôi gửi đến quý khán giả một cái thông tin này phải nói là nghe rất là khủng khiếp luôn. Nghi vấn vụ dàn cảnh dàn dựng á, bỏ ghê trẻ sơ sinh để trục lợi trên trang báo Tuổi Trẻ được đăng vào lúc 21:04 ngày 28 tháng 12 năm 2023. Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang xác minh nghi vấn dàn dựng bỏ ghê trẻ sơ sinh tại xã Hải Hưng nhằm mục đích là trục lợi. Cộng đồng mạng đang xôn xao trước nghi vấn sự việc trẻ sơ sinh bị bỏ ghê tại bãi rác thuộc xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là do có sự dàn cảnh nhằm mục đích để trục lợi. Trước đó vào ngày 2 tháng 12, chị NTM trú tại khu 2, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu bất ngờ thấy một bé sơ sinh được đặt trong túi bạc giữa trời thời tiết lạnh giá để ở cổng khu xử lý rác thuộc xã Hải Hưng. Thời điểm đó, cháu bé nằm gọn trong túi bạc để mở kèm theo là một ít tã lót, quần áo, vài đồng tiền cùng một mảnh giấy viết lời nhắn: tên con là An Nhiên, đẻ 14 ngày. Có vẻ là cháu bé đó để cái tên là cháu An Nhiên mà sinh đó là được 14 ngày.
do hoàn cảnh mẹ không nuôi được con, mẹ xin lỗi con, mong ai nhặt được cháu, xin cu mang cháu, nuôi dạy cháu trên người, tôi xin cảm ơn. Là có để hình ảnh của cháu bé trên đây, nhưng mà cũng che cái mặt lại chút xíu. Những người này nói chung là không còn cái lương tâm đạo đức nữa quý khán giả. Sự việc sau đó được báo cho chính quyền địa phương, cháu bé được đưa lên bệnh viện huyện để chăm sóc khám sức khỏe trước khi tạm giao cho người phát hiện cháu bé là chị em M để chăm sóc. Tuy nhiên, cộng đồng mạng những ngày gần đây xôn xao khi một số tài khoản Facebook đăng tải chia sẻ nội dung về vụ việc của chị em M cùng đồng nghiệp đưa tài khoản ngân hàng lên mạng để kêu gọi ủng hộ cho cháu bé. Có nghĩa là bà M á, bà đăng thông tin, người ta đăng thông tin là mới phát hiện cháu M thôi, mới phát hiện thôi và đưa đến bệnh viện để khám sức khỏe cho cháu, kiểm tra sức khỏe rồi xong đưa lại cho cái bà M. Là chỉ là cái thông tin trong ngày đó. Nhưng mà trước đó thì dư luận và cộng đồng mạng người ta đã phát hiện chị M này đã từng đăng tải hình ảnh cháu bé lên để kêu gọi từ thiện rồi. Đó, thì đây là cái thông tin là được dàn dựng cụ thể ha. Thì dàn dựng như thế nào quý khán giả xem cái bài này. Trên tài khoản Facebook có tên là DN còn chia sẻ một số hình ảnh từ camera cho rằng chị M có quen biết với mẹ ruột của cháu bé bị bỏ rơi. Bắt đầu tới công chuyện nha. Có quen biết, bà M có quen biết với cái mẹ của cháu bé. Bên cạnh đó còn có hình ảnh được cho là của cháu bé bị bỏ rơi trong túi, được mẹ của cháu bé xách đi trên xe máy của người đàn ông chở ra khu bãi rác. Bắt đầu tới công chuyện nha. Trao đổi liên quan sự việc này, ông Đỗ Hải Điền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu cho biết kết quả xác minh. Ban đầu đã xác định được mẹ của cháu bé bị bỏ rơi là chị H. Bắt đầu phát hiện chị H ha. Để coi chị H với chị M này có một cái sự quan hệ nhau không. Đã có gia đình và con cái. Tuy nhiên do có mối quan hệ phức tạp bên ngoài nên chị H bị gia đình cả hai bên nội ngoại từ mặt. Có nghĩa là chị H này cũng có cái mối quan hệ phức tạp ha, nên người ta gia đình hai gia đình từ mặt. Theo ông Điền, khi mang thai bé gái được khoảng 6 tháng, chị H đến chùa Linh Ứng ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu để ở nhờ. Sau đó chị em M quen biết và đồng ý đưa chị H về nhà để chăm lo. Đó là quý khán giả, hai người này có quen biết chưa? Chị H mang thai và đi đến chùa Linh Ứng. Rồi sau đó chị M thấy chị H đó, là hoàn cảnh vậy đó, chị mới đưa về trong nhà để ở. Thì bây giờ là chị M nhặt được cái cháu bé. Thì quý khán giả biết cái chuyện gì xảy ra rồi, đúng không? Là cái này có sự dàn dựng bỏ rơi rồi. Thông tin tôi nắm được thì chị M và chị H đã bàn nhau dựng lên màn kịch đó, bỏ rơi bé sơ sinh ở khu vực bãi rác Hải Hưng, huyện Hải Hậu, nhằm mục đích là kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng. Tổng số tiền nhận được sau khi kêu gọi được đâu đó hơn 90 triệu đồng, chị M đã đưa cho chị H. Ông Điền cho hay, ông Điền là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nha, chứ không phải ông Điền là người dân nha. Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện Hải Hậu điều tra. Thì đây á, nó có nhiều cái vấn đề như thế này. Chị H với chị M này, hai con người này đã từng có quen biết với nhau. Mà cái người chị M đó là cho chị H về nhà để ở đó để nhờ, để sinh con đẻ cái. Và trước đó, trước cái ngày bỏ rơi đó là đã có đăng lên trên mạng để kêu gọi tiền từ thiện rồi. Và cũng được mạnh thường quân người ta hỗ trợ và người ta chia sẻ những cái hình ảnh đó lại rất là gầm gỗ. Thì ở đây có một cái sự bàn bạc với nhau, không biết thống nhất cụ thể là người nào. Nhưng mà chị H là cái người chở con của mình đem ra tại trước cổng của bãi rác. Rồi sau đó chị M là người phát hiện. Vậy hai người cùng ở chung trong nhà, người đi bỏ, người đi lụm. Con thì không thể nào mà bỏ được. Cha mẹ từ khi có hoàn cảnh lâm vào bế tắc dữ lắm. Nhưng mà tôi không ủng hộ cho cái tinh thần mà bỏ con bỏ cái mình như vậy. Con mà làm sao bỏ được? Người ta nói là thật hổ dữ, không ăn thịt con. Mà cha mẹ đem đi bỏ con như vậy. Cha mẹ tôi kể cả hy sinh đầu tắt mặt tối, hy sinh cái tính mạng để nuôi cho tôi có được thân xác lớn như ngày hôm nay, hình hài như ngày hôm nay. Mà cha mẹ nào đi bỏ con, tôi không có cổ vũ cho cái tinh thần đó. Bây giờ thấy không? Chị H đi bỏ, bây giờ chị M đi lụm. Vậy bây giờ có một cái sự dàn dựng với nhau không? Bây giờ ví dụ mình đăng lên đời chị này hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đồ từ này kia cái nọ đó.
thì mình có thể là mạnh thường quân người ta hỗ trợ, người ta giúp đỡ, đó là cái chuyện bình thường. Những cái tấm lòng tương thân tương ái để giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong cái lúc khó khăn. Mà ở đây có một cái sự bàn bạc, sắp xếp, dàn dựng và phát tán những cái hình ảnh đó lên trên không gian mạng để nhận tiền từ phía mạnh thường quân, thì chúng ta thấy là cái sự việc này nếu mà theo cái thông tin truyền thông báo chí đưa mà nó chính xác như vậy 100% thì đã có cái dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có cái dấu hiệu trục lợi trong đây. Mình có thể là mình cung cấp những cái thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật nhằm mục đích là trục lợi. Nhưng mà vụ việc thì đang được cơ quan chức năng, công an ở ngoài Nam Định đó, người ta điều tra, người ta xác minh xử lý. Nếu mà có cái vấn đề mà trục lợi hoặc là cái vấn đề là muốn lừa đảo Mạnh Thường Quân đó, là người ta sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thì qua đây chúng ta thấy những gì quý khán giả, những gì mà bà Hằng bà đấu tranh, bà gào thét trên mạng xã hội đến thời điểm này chúng ta phải nói là thật sự rất có giá trị. Tiền Mạnh Thường Quân trao đi phải đúng nơi đúng chỗ, trao đi niềm tin phải nhận lại, phải không? Trao đi là phải nhận lại, gửi gắm cái niềm tin nhưng mà bắt tiêu luôn. Cuối cùng đem ra bây giờ muốn hỏi tiền tôi đâu cũng không dám hỏi, mà không biết hỏi với ai nữa. Một trang Facebook cá nhân anh này đã từng bi nga, đã từng kêu gọi biết bao nhiêu rồi, 20 năm trời, đúng không? Anh mà một người có tầm, có tiếng, có sự ảnh hưởng trên xã hội lớn mà, thì làm sao mà kêu gọi mà ít được, ngon lành cành đào, phải không? Nên bà Hằng mới đụng chạm đến thì có nhiều khi người ta nói là anh rất là cay, vì những người này toàn bộ là bạn bè, người thân với anh, quen biết với anh, cho nên anh có một sự ưu ái, anh mới bay ra anh công kích bà Hằng. Chứ tự nhiên thì anh đâu có công kích bà Hằng làm gì. Bởi vậy thấy chưa, cái miếng mồi từ thiện phải nói là thật sự rất là bẹo bở, ngồi không hưởng bát vàng, có cái gì ngon bằng cái vấn đề tiền từ thiện. Ngồi xong bấm bấm điện thoại vài cái, đăng trên Facebook cá nhân thì lụm tiền, tiền vô tọn 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 tọn. Còn người ta làm rất là khổ, đầu tắt mặt tối. Tôi nói ví dụ như cái hoàn cảnh con mình á, mình khó khăn quá thì mình lên mạng mình xin, hoặc là mình có cái gì đó mình tác động đến Mạnh Thường Quân, người ta thương, người ta giúp đỡ, đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà mình không thể nào mà mình tổ chức ra, mình làm lên cái sự việc đó, mình dựng lên một cái hiện trường như vậy, dựng lên cái hình ảnh như vậy thì không khác gì mình có tổ chức rồi. Vụ việc thì ngán bánh vào vũ trụ cũng vậy, nó cho rằng là các cha mà cháu ở đây mù coi không, nhưng mà cuối cùng sao, giám định ADN rồi trong khai sinh cũng vậy, cũng đều có mẹ, có người thân. Vậy đó, bây giờ người ta đang là khởi tố vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và người ta đang điều tra đó, lại quay ta khởi tố bị can. Bây giờ vụ việc của Thiền Am làm sao mà không khởi tố bị can? Tôi tin chắc quý khán giả 1000% luôn, chứ đừng nói bằng 100% vụ việc của Thiền Am. Và còn cái câu chuyện của anh Năm Mực thì sao, vụ việc của bác sĩ Trần Khoa thì sao? Chưa đâu, tất cả mọi thứ thì vẫn còn ở đó. Có thể sai một lần hai lần á nha, thì có thể là phạt giả đồ này kia xong nha, nhưng mà nhiều lần quá thì coi chừng nha, coi chừng lên dĩa đó, chứ không phải là giỡn đâu nha. Mà trong cái chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của bác đó nha, bác tổng đó, chuyện này thấy không, toàn những cái tay to mặt bự không vô trong đó, sai thì đi nha, chứ sai rồi thì khó có thể ngồi chỗ lắm, ngồi chỗ rất là khó, ngồi không được đâu, dù bất kể ông đó là ai. Ở gần đây là chúng ta thấy không, vụ chuyến bay giải cứu nè, liên quan đến vấn đề gì cá nè, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Chu Ngọc Anh, rồi bây giờ gần để nhất lại là ông Lưu Bình Nhưỡng, thì cho chúng ta thấy là bất kể người đó là ai, không có vùng cấm. Cái câu nói mà của các bác lãnh đạo ở ngoài Trung ương nói đến thời điểm này, chúng ta thật sự là nó có hiệu quả, một cái sự công bằng cho người dân. Trước kia thì người ta nói là dân sai xử mà chính quyền sai không xử, ông nào sai mà không xử đâu. Không có ông nào sai mà ông xử, dù bất kể người đó là ai. Chứ đừng có nói mà anh ở đó mà anh mọc râu mọc rễ, anh muốn kêu gọi sao kêu gọi, anh muốn chia sẻ gì bài gì chia sẻ, thấy chưa? Nhiều cái hình ảnh các cháu bé rồi, nhiều cái hoàn cảnh tang thương mất mát rồi. Vừa rồi cũng có cái diễn viên gì đó cũng kêu gọi cháu bé đang nằm bệnh viện Nhi Cần Thơ, cũng có mạnh thường quân ta chuyển tiền vào 100 triệu đồng đó, rồi sau đó ta vào bệnh viện thì cuối cùng có đâu, không có, cũng lên xin lỗi, chắc cũng bị phạt giả rồi này kia rồi. Dòng cái số tài khoản này tôi nói với khán giả, cơ quan chức năng á, người ta điều tra ra chỉ có 3 nóc nhà. Tại vì trước khi đi đăng ký á, cái số tài khoản cá nhân á, là đã hiện lên tên tuổi, địa chỉ ở đâu, nhân thân ở đâu người ta có hết trên rồi. Làm sao người ta điều tra ra? Chẳng qua người ta chưa có điều tra tới cái vụ việc đó thôi. Còn một khi điều tra đến cái vụ việc đó rồi,
thì chỉ có chạy đường trời mới thoát. Từ khi chúng ta làm ăn lương thiện chân chính thôi. Bây giờ chúng ta cứ chờ đợi nha, xem mực cái chừng nào xào khớm, xào dưới leo nha. Rồi quý khán giả sẽ biết hôm nay là tạo dựng không tép gông tép ghiêu mà còn lụm hơn 90 triệu mà tầm cả năm mực 900 triệu là chuyện bình thường ha. Rồi bye bye quý khán giả nha, bye bye.